Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hoàng Anh, tôi làm 3 nghề ở Mỹ nhưng thu nhập không dư. Nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ cho biết cuộc sống của anh ở Mỹ có sự thay đổi. Anh bán hàng online làm hướng dẫn viên du lịch. Từ khi kết hôn và có con gái, Hoàng Anh tạm dừng đóng phim sang Mỹ sinh sống. Sau gần một năm xa rời màn ảnh, nam diễn viên cho biết cuộc sống của anh ở xứ sở cờ hoa đã thay đổi hoàn toàn, nhưng từng bước ổn định. Thu nhập của tôi ở Mỹ thấp hơn ở Việt Nam. Tôi hòa nhập thích nghi được với văn hóa lối sống ở đây, ngay cả tiếng Anh của tôi cũng đã cải thiện. Tôi nghe nói được nhiều hơn. Tôi đi học các lớp tiếng Anh miễn phí, tự học và giao tiếp nhiều nên ngoại ngữ không còn là trở ngại, Hoàng Anh chia sẻ. Không còn đứng trước ống kính đóng phim tham gia sự kiện với vẻ ngoài hào nhoáng, Hoàng Anh của hiện tại đưa đón con đi học, bán hàng online và làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra anh còn cộng tác với một số đài truyền hình của người Việt ở Mỹ trong vai trò MC. Riêng công việc hướng dẫn viên du lịch rất mới mẻ với Hoàng Anh. Anh kể khi có khách, anh dẫn họ đi tham quan, ở vai trò như tour guide. Nam diễn viên giới thiệu các địa điểm hát và khuấy động không khí trong mọi chuyến đi. Nhiều khán giả nhận ra anh là diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam nên mọi người đều yêu quý và ủng hộ. Bản thân tôi đôi khi cảm thấy buồn chạnh lòng khi làm các công việc đó. So với nghề diễn viên thì không thể so sánh được, nhưng biết làm sao được khi cuộc sống bắt buộc phải như vậy. Nếu không làm việc không thể có đủ thu nhập trả tiền nhà, tiền xe mỗi tháng, anh tâm sự. Hoàng Anh cũng thừa nhận thu nhập từ nghề diễn viên cao hơn nhiều khi anh sang Mỹ. Hiện tại nam diễn viên làm ba việc cùng lúc, song tổng thu nhập vẫn chỉ dừng lại ở mức đủ tiêu. Nếu muốn dư dả tích lũy thì tôi nghĩ phải làm thêm nhiều việc nữa. Thời gian tới có lẽ tôi phải làm nhiều hơn, anh nói. Cũng vì thu nhập ở Mỹ không ổn, Hoàng Anh dự định sẽ quay lại Việt Nam đóng phim khi con gái cứng cáp. Anh kể vừa qua nhận được lời mời đóng phim truyền hình 40 tập nhưng phải từ chối vì thời gian quay tới 4-5 tháng. Anh lý giải, hiện tại tôi chỉ có thể nhận phim quay trong 1-2 tháng. Tôi đang là trụ cột trong nhà, nếu đi xa quá lâu sẽ không ổn. Một mình vợ không thể xoay sở được. 3 năm sau con gái cứng cáp hơn tôi mới có thể về Việt Nam dài ngày. Gắn bó với nghề diễn hơn 10 năm, vì thế thời gian rời xa phim trường, Hoàng Anh thú nhận buồn và nhớ nghề. Cảm giác buồn càng tăng hơn mỗi khi anh đọc báo, nhìn hình ảnh bạn bè ra mắt phim mới hoặc khán giả nhắn tin thúc giục, đặt câu hỏi khi nào về nước đóng phim. Anh nói chắc chắn tôi sẽ quay lại đóng phim, đó là nghề của tôi đã cống hiến hơn 10 năm qua, chỉ khi được đóng phim tôi mới là chính mình. Không ngại làm việc nhà, cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng, nhưng Hoàng Anh cho biết anh có sự động viên và hỗ trợ tinh thần từ vợ. Theo đó, cả hai đều sống giản dị và chung mục đích cố gắng xây dựng tương lai cho con gái. Hoàng Anh cho hay không ngại làm việc cùng lúc, bản thân anh cũng không từ chối việc nhà làm vườn. Mảnh đất trước nhà vốn trống trơn, cỏ mọc tùm, nhưng từ khi có anh đã phủ màu xanh của cây hoa. Nam diễn viên còn lắp đặt các trò chơi cho con gái. Điều khiến Hoàng Anh khó chịu nhất hiện nay là chứng giãn dây chằng đầu gối tái phát. Anh đã bị bệnh này nhiều năm khiến bản thân đi lại khó khăn. Hoàng Anh dự định sẽ đến bệnh viện kiểm tra lần thứ hai. Chụp X quang lần đầu bác sĩ vẫn chưa kê đơn thuốc, vì vậy tôi phải kiểm tra lần thứ hai. Tôi bị giãn dây chằng đầu gối đã 5 năm, anh kể. Công của gạo nếp gạo tẻ cho rằng bản thân anh vốn xuất thân từ khó khăn. Trước khi đến với nghề diễn viên từng làm bảo vệ phụ bàn để kiếm sống. Vì vậy những khó khăn ban đầu của cuộc sống ở Mỹ cũng không làm anh nản chí. Ngược lại khó khăn của hiện tại như thử thách giúp anh mạnh mẽ, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới mẻ trong cuộc sống. Linh Ly kể chi tiết về 14 ngày tại khu cách ly, như đi nghỉ dưỡng không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Khi đến đây tôi được nhiều người nhận ra rồi cùng chơi chung khá vui vẻ. Không chỉ thế tôi cũng được các bạn tặng cho nhiều đồ ăn nữa, Linh Ly cho biết. Tính đến nay Linh Ly đã cách ly được 3 ngày kể từ khi trở về trong chuyến du lịch từ Hàn Quốc ngày 6 tháng 3. Mọi hoạt động trong khu cách ly của nam ca sĩ luôn thu hút đông đảo sự chú ý. Cũng như Châu Bùi, Linh Ly tiết lộ mình được chăm ăn uống đủ chất, thậm chí còn chiều hướng tăng cân rõ rệt. Với Linh Ly, khoảng thời gian cách ly tại đây không đáng sợ, thậm chí anh còn ví mình như đang được đi nghỉ dưỡng. Cụ thể có những gì trong khu cách ly 14 ngày? Hãy cùng chúng tôi giải đáp câu hỏi đó với Linh Ly trong những chia sẻ dưới đây. Cách ly không đáng sợ như tưởng tượng. Lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian này với chúng tôi, Linh Ly cho biết, khi nhắc đến cách ly ai cũng sợ, nhưng đã ở trong khu này rồi thì mới biết mọi thứ thật sự không như mọi người vẫn nghĩ. Khi đến đây tôi đã được chỉ dẫn rất nhiệt tình, đăng ký và xếp phòng. Đúng giờ còn được mang đồ ăn lên tận nơi. Theo đó tôi thường chọn những món dễ ăn trong các bữa chính của mình. Ngoài ra tôi vẫn được hoạt động tự do trong khuôn viên, miễn là phải đeo khẩu trang. Hàng ngày tôi đều được phát quần áo, khi thay ra lại để vào một chỗ để khử trùng. Chúng tôi cũng được đo thân nhiệt một ngày 2 lần. Nếu không có triệu chứng gì về sức khỏe thì sau 14 ngày sẽ được ra ngoài thôi.
Lily tiết lộ về cuộc sống tại khu cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 3. Anh chia sẻ với chúng tôi loạt hình không gian tại khu cách ly được khử trùng sạch sẽ. Đồ ăn được đem đến tận nơi cho mỗi cá nhân đang trong thời gian cách ly, được khán giả nhận ra và tặng nhiều đồ ăn tại khu cách ly. Tiếp tục về câu chuyện cuộc sống tại khu cách ly, Lily kể thêm, khi đến đây tôi được nhiều người nhận ra rồi cùng chơi chung khá vui vẻ. Không chỉ thế, các bạn thương yêu còn tặng cho tôi rất nhiều đồ ăn, thật sự tôi vui lắm. Thời gian rảnh còn lại tôi nghe nhạc xem phim, đi cách ly mà cứ như đi nghỉ dưỡng vậy đó, cứ đà này tôi sẽ thành heo mất, cười lớn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi khuyên mọi người không nên quá lo lắng. Chúng ta cần đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay đúng cách và hạn chế ra nơi đông người để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Lily còn được khán giả tặng nhiều đồ ăn khi ở trong khu cách ly. Thời gian rảnh rỗi, anh thường chọn xem phim nghe nhạc. Lily cho biết khoảng thời gian cách ly giống như đang đi nghỉ dưỡng. Không nhận việc trong thời gian cách ly nên không vướng bận nhiều. Về vấn đề công việc, Lily tiết lộ khoảng thời gian này anh chưa nhận bất cứ công việc nào nên không vướng bận gì nhiều. Sau 14 ngày nếu sức khỏe tốt và được trở về, anh sẽ tiếp tục quay trở lại với những kế hoạch mới. Tinh thần vì cộng đồng trong diễn biến phức tạp của dịch của Lily không chỉ được thể hiện qua việc khai báo chính xác những nơi chốn đã đi qua trước khi về Việt Nam. Trước đó anh từng chia sẻ chắc chắn sẽ cách ly ưu tiên cho sự an toàn của mọi người, cách ly cũng không sao mà, miễn an toàn là được. Sự tự giác và tinh thần tích cực của Lily từ khu cách ly đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi khích lệ của mọi người. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ai cũng cần có trách nhiệm và ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng. Tuấn Hưng khai báo y tế khi từ Mỹ về Việt Nam giữa dịch Covid-19, fan nhiệt tình ủng hộ. Về đến nơi, Tuấn Hưng và Mầu Nước sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ càng nhất từ sân bay, Tuấn Hưng cho biết. Cách đây ít ngày, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh anh ngủ tại sân bay trước giờ làm thủ tục. Vì có lịch diễn tại Mỹ, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời cho biết anh đã có 5 đêm gần như không ngủ, hoặc có ngủ cũng chỉ nhắm hờ mắt. Đi kèm với những hình ảnh này, nam ca sĩ chia sẻ, sau 3 show liên tiếp, tức gần như 5 đêm không ngủ hoặc có ngủ, cũng chỉ là nhắm hờ mắt chờ tới giờ ra sân bay, xong xuôi thì cơn buồn ngủ nó ập tới. Được cái bên đây chẳng ai biết mình nên bà đâu ngủ đó, nghệ sĩ chúng em ngoài những cái rất sướng thì cũng còn nhiều cái khổ lắm. Ngoài ra Tuấn Hưng cũng cho biết thêm, nói gì nói chúng em gồm Tuấn Hưng và Ben Màu Nước chân thành cảm ơn các anh chị bầu show và khán giả của cả ba show đã tạo công ăn việc làm cho chúng em khi mà corona cướp hết show của bọn em ở nhà rồi. Mới đây giọng ca Tìm Lại Bầu Trời chia sẻ chuyến đi diễn tại Mỹ của anh đã hoàn tất, xong việc và bây giờ đầu óc 100% hướng về quê nhà. Về đến nơi, Tuấn Hưng và Mầu Nước sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ càng nhất từ sân bay, Tuấn Hưng cho biết. Tiếp đó, nam ca sĩ đăng loạt hình, chụp màn hình và thủ tục các bước khai báo y tế ngay khi về Việt Nam một cách trung thực. Bước 1, đăng ký và khai báo toàn bộ hành trình của bản thân trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Bước 2, về đến nhà gặp bác sĩ chuyên ngành để xét nghiệm máu ngay. Bước 3, không tiếp xúc hoặc đi lại lung tung khi chưa có kết quả chính xác về bản thân. Đó là tất cả những gì mà Tuấn Hưng cùng anh em ban nhạc Mầu Nước cam kết khi về đến Hà Nội. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta chỉ cần ý thức về bản thân, rồi sau đó nghĩ tới người thân, rồi tiếp tinh thần cho cộng đồng, thì vấn đề dù đang rất quan ngại sẽ được thu xếp hẹp dần và chắc chắn cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý xong đại dịch này, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời chia sẻ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, hành động của Tuấn Hưng nhận được những lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Anh luôn là người anh làm gương cho các em, gương mẫu ai cũng thấy này thì tốt. Trước đó, khi Hà Nội xác nhận có ca nhiễm virus Covid-19 đầu tiên và đây là trường hợp thứ 17 tại Việt Nam, Tuấn Hưng cũng như nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Khắc Hân đồng loạt kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh. Tuấn Hưng mong sự bình yên, dịch Covid-19 sớm qua đi. Ca sĩ Duy Mạnh nói gốc Phan Thành bị ném đá không thương tiếc khi bên vực cô gái nhiễm Covid-19 không khai báo. Mới đây, nam ca sĩ Kiếp Đỏ Đen lên tiếng bên vực cô gái nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, không khai báo khiến nhiều người bị lây lan. Vừa qua, thông tin cô gái Nguyễn Hồng Nhung được phát hiện dương tính Covid-19 tại Hà Nội gây bão mạng. Sự việc không có gì đáng nói, nếu như cô gái khai báo thành thật và chịu cách ly đúng quy định của nhà nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nâng số ca nhiễm lên 30 ca, và trong số đó có 12 người là những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Sau khi cộng đồng mạng ném đá về việc khai báo gian dối thông tin, dẫn đến việc nghiêm trọng thì tối 7 tháng 3, tình cũ Miu thiếu gia Phan Thành lên tiếng bênh vực cô gái trên, Phan Thành viết. Xã hội bây giờ ngộ thật, người ta bệnh bản thân người ta cũng không muốn. Nếu đổi lại là mình bệnh thì sao? Chửi rủa người ta lỡ bạn ấy không khỏi bệnh thì có phải miệng mình mang nghiệp nặng không? Người không có ý thức chính là người đi chửi, trù người khác mà không đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Sau chia sẻ của Phan Thành đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng. Tiếp đến Phan Thành thì mới đây nam ca sĩ Duy Mạnh cũng hứng về một rổ gạch đá khi tiếp tục lên tiếng bảo vệ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Cụ thể Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm trên trang Facebook cá nhân. Chẳng may có bị nhiễm corona cũng không đáng sợ lắm vì tỷ lệ tử vong rất thấp. Nhưng điều sợ nhất đó là bị xã hội kỳ thị khi không may bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn để lại bình luận bổ sung ý kiến dưới bài đăng. Trong đó, Duy Mạnh bức xúc phản đối việc cộng đồng mạng ra sức chỉ trích bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nam ca sĩ cho rằng việc Nguyễn Hồng Nhung không khai báo hay khai gian là không đúng sự thật vì thực chất cô không hề biết mình bị nhiễm bệnh. Sau những chia sẻ của ca sĩ, Duy Mạnh đã thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra không đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ kiếp đỏ đen. Thậm chí nhiều người lên tiếng chửi bới nam ca sĩ không thương xót.